khách hàng nhà mới phải có điện, những mấy ngoài chợ ông soi được không? Hả? Đúng rồi. Mấy đó là không có điện, có điện mới thâu sơ được. Một đây nhận quy số ra đúng không? Một ngày xuống trước này. Đầu tiên thì đây là cái màn hình này. Khi chúng ta soi lên, chúng ta sẽ thấy được cái cấu trúc da khi được phóng đại bởi các kính ở đây có hai cái kính chính là nhân 50 lần nhân 200 lần. Thì chúng ta có thể là thông bình chúng ta sẽ thường dùng cái tầm 50 thôi, 200 lần thì hơi to quá. Đó, và khi soi lên thì chúng ta thấy cũng có hình ảnh thấy cái đèn da đúng không? Ta thấy cũng có một đường vân đúng không? Đã soi da chưa? Đó, thấy cái đường vân rõ không nhỉ? Thế thì đối với những bạn trẻ tuổi, những khách hàng mà chúng nắng tốt, những khách hàng chăm sóc da tốt thì khi soi da lên chúng ta thấy cấu trúc ở vùng nào nhỉ? Đây, chúng ta vùng. Đó, chính là khi chúng ta thấy là cái vùng sợi nhỏ này, cái vùng đỏ này và cái vùng hôn trắng này, đó này, đã nó soi chúng ta sẽ tìm đó luôn. Thì đây là một chiếc da rất khỏe và cấu trúc da có những sợi liên kết ở bên dưới, nó trung bì cho sâu ấy, là nó rất chắc chắn và đàn hồi tốt. Và cái vùng sáng bóng như này, sáng rõ và có đường vân này thì đó thể hiện nền da chúng ta chăm sóc tốt và ít thâm như thấp tố. Khi chúng ta soi lên cái vùng, ví dụ như vùng mũi, chúng ta thấy cấu trúc da khác hẳn đúng không? Vùng mũi thì da chúng ta sẽ bán bóng và hầu hết không thấy cái cấu trúc sợi hay nữa và bề mặt da bóng hơn thì bởi vì vùng mũi cấu trúc da lại khác. Và khi theo thời gian các bạn mà nhiều tuổi hơn, các khách hàng đã hóa da thì khi soi lên chúng ta thấy cấu trúc da của vùng má, vùng trán cũng như vùng mũi, tức là cấu trúc da cũng bị hóa rất nhiều rồi. Lát soi lên thì chúng ta thấy rất là rõ. Đối với khách hàng mà còn cấu trúc da như thế này thì tiên lượng sẽ tốt hơn rất nhiều. Còn cấu trúc da, thậm chí khi mà Hiếu soi da cho những khách hàng tầm 40-45 tuổi thì thấy rằng có những bạn, những chị rất cao tuổi rồi, 45 tuổi mà cấu trúc da hoàn toàn giống hệt như cái vùng này. Đó. Thế thì khi hỏi, khi mình hỏi thì cái chăm sóc khách hàng, chăm sóc da ở nhà như nào thì chị chia sẻ là thực ra công việc của chị thì chị chủ yếu khi làm buổi tối, ra ban ngày chị ngủ hết chả được. Đó thì tương da tốt rồi đúng không? Và thêm nữa là chị có thêm một chia sẻ là những cái chăm sóc da của chị cũng rất rất thật, rất ok. Chăm sóc da có dưỡng ẩm, chống nắng tốt và uống và dùng các dụng chức năng rất đều đặn. Thì cấu trúc da chúng ta khi soi lên cũng như thế này. Nên khi soi da khách hàng chúng ta có mất đi cái sợi liên kết da này và bề mặt da bóng này thì đó là một cái điều sẽ phải tư vấn kỹ hơn. Và cấu trúc da bị lão hóa rất nhiều rồi thì để hồi lên được như thế này rất khó. Thứ hai tiếp theo là chúng ta đi đến phần đó, đây là phần chăm cầu da này. Soi lên thì đắt nhưng mà cảnh rõ này đã soi được ngay chưa? Đó. Ok, đắt nó thực hành nên rõ ngay, chúng ta đi ngay phần hai là kỹ thuật soi da chuyên sâu. Phần này thì sẽ chắc là chủ yếu cũng dành cho bác sĩ và cho các bạn về spa thôi, để xem rất nhanh rồi biết là nếu chúng ta có công cụ mạnh hơn nữa khi chúng ta làm spa cơ phải có. Thì ta thấy là một cái công cụ cực kỳ mạnh, đó là master soi da. Là có một thiết bị như này, một cái máy rất to và chụp cái mắt vào đây. Sau đó thì có khoảng tầm 7 kiểu ảnh, mỗi kiểu là một cái mức sóng khác nhau để soi ra một cấu trúc da. Thì khó nhất chính là khi chúng ta soi lên cái ánh sáng xanh như thế này. Đây là kỹ thuật soi da mà này bút chỉ có bác sĩ mới làm mới gặp được thông bình thôi. Nhưng tuy nhiên là nếu chỉ một vài mét thôi chúng ta soi lên bên ngay, đúng một vài mét thôi thì cái này dành cho chuyên sâu nhé, rất qua thôi. Bạn nào không muốn nghe thì nghe hay lắm. Đó, thì khi soi sáng xanh lên thì chúng ta thấy thứ nhất những cái vùng da mà chăm sóc tốt thì cái màu da chúng ta thấy là nó sẽ xanh nhạt thôi, vùng da mà xanh bệnh da này tức là vùng da thiểu sản, da thiếu dinh dưỡng. Đối với vùng da mà đậm nâu hơn thì đó là vùng sắc tố da, tức là vùng quanh mắt bao giờ đấy. Ít ai chúng ta trong bôi cái chống nắng mắt được đúng không? Đa số là mắt cạnh thâm quầng hay trước lên. Thì khi soi mà soi da bằng tia UV và ánh đèn UV thì nó sẽ có màu xanh đậm, màu đen đậm như thế này. Đó, thì đối với những cái vùng mà da kém hơn, những vùng mà da nhiễm khuẩn thì đặc biệt vùng mũi này thì có những cái vùng có chấm đỏ, thể hiện là cái vùng nhiễm khuẩn VMS nó sẽ khu trú ở những vùng mũi, vùng cằm, đó và có thể tổn thương nấm sẽ có màu xanh lá cây. Đó, đây là cái kỹ thuật soi rất sâu mà không nói kỹ. Đó, thì để chúng ta có cái thời gian thực hành hơn nữa thì chúng ta sẽ chia nhóm đi, chúng ta sẽ chia nhóm là mỗi hai bàn một nhóm và chúng ta sẽ tập soi da và hiểu cái định hướng nhóm một hướng dẫn cho bạn. Các bạn quay thì chia nhóm đi, hai bàn này một nhóm này, chúng ta quay lại với nhau và cũng phải soi da ở giữa. Đây này là chỗ này, mình lại chỗ này này. Có rất nhiều máy soi da. Mọi người có thể dồn về hai bên.